Xin chào các bác đã đến với kênh Kiên Xe Đạp và em là Kiên. Trong thời gian gần đây thì tới đây thì em sẽ làm một cái chuỗi video đánh giá các cái dòng xe đang bán trên thị trường. Đấy. Và những cái chuỗi video này thì em khẳng định luôn là dành cho các bác là chưa hiểu nhiều về xe, mới tập chơi xe thể thao. Thế còn các bác nào mà hiểu rõ về xe rồi thì có thể là nghe những cái kiến thức này thì nó quá là phổ thông rồi thì có thể bỏ qua video này. Đấy, dành cho các bác chơi xe thì tại sao mà em xuất phát, lý do tại sao mà em làm cái chuỗi này thì em thấy là một số cái shop thì người ta em thì không bán cái xe như họ đâu, nhưng mà em thấy là người ta bán quá nó khác với cái giá trị của cái xe và gây cho người dùng một cái thiệt hại nhất định. Thì bây giờ em sẽ làm một cái chuỗi video đánh giá những cái xe mà trên thị trường đang bán là có nên mua hay không, hay là có ưu nhược điểm gì, tại sao nó lại giá tiền như vậy, giá tiền như vậy nó có phù hợp với chất lượng của xe không. Và bây giờ là em sẽ quay màn hình để đánh giá chi tiết những cái xe này. Thì em sẽ nhặt nhặt gọi là ngẫu nhiên ở trên cái trang chợ tốt. Đấy, trang chợ tốt, một cái trang giao vặt rất lớn của nước Việt Nam chúng ta rồi. Và bây giờ sẽ qua vào chi tiết nhé. Đây, các bác đang nhìn thấy đây là trang chợ tốt vào ngày 18 tháng 3. Thì em sẽ chọn cái mục là xe đạp, rồi toàn quốc, rồi xe đạp thể thao. Đó. Thì như các bác đây nhìn thấy đang nhìn thấy những cái xe đầu tiên đây. Thì xin lỗi nếu như mà vào cái trang cái xe nào của đối tác thì lớn thì à, xin lỗi, không không phải đối tác mà là cái gì gọi là đồng nghiệp à, của đồng nghiệp lớn thì xin lỗi à. Đây, ví dụ lấy đơn giản là cái xe đầu tiên này là gọi là xe là sáp sáp đây này, 2,7 triệu này. Đấy, thì đây đây là chiếc xe Trung Quốc 100%, và Trung Quốc cũng loại bình thường thôi, không phải loại tốt. Cái đùi này là như các bác có thể nhìn thấy, thì các bác có thể nhìn thấy đây là cái đùi sắt nhá. Cái đè này là đè lip vặn 7 tầng. À, cái lip vặn này thì nó cho cái độ chính xác không được tốt cho lắm. À, khi mà vặn thì nó cứ đảo 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 ấy, khi mà quay lip thì nó cứ đảo đảo. Rồi cái đè TZ này là TZ cũng như đề khả năng là đề nhái rồi, Shimano nhái. À, khung thì là khung nhôm đấy, các bác nhìn là mối hàn này, cái mối hàn như này là mối hàn khung nhôm các bác nhé, mối hàn mà nó có cái vảy cá to này là khung nhôm đấy, và nó có những cái lõm lõm này của đúc là nhôm này, đè này đè vặn. Thì cái giá này thì phanh đĩa đó, phanh đĩa thì cũng là đĩa nhái thôi. Nói chung là xe này là xe Trung Quốc 100%, mà Trung Quốc là Trung Quốc loại bình thường thôi, không phải loại tốt. Thì cái này là được người bán là bán với giá là 2,7 triệu, thì theo em là hợp lý. Đấy, xe này thì với cái tầm giá này thì khung nhôm dành cho các đối tượng mà phù hợp với cái xe này thì là dành cho các cháu học sinh thôi, đi lớn đi 1, 2 năm vài năm thì thay thay xe, 2,7 triệu là hợp lý, mua được. Ok, em sẽ tiếp tục xe khác. Touring Nhật bãi. Xe này là người bán là đăng là Nhật bãi Touring cái gì đây? Size 46 sườn nhôm bánh 700. Ok, em sẽ vào đánh giá cho các bác nhá. Đúng con này sườn nhôm các bác ơi. Đúng là Nhật bãi. Nhật bãi thì nó có hai loại các bác nhá. Một Nhật bãi thì những cái gọi là bãi ấy, là người ta cũ, người ta thải ra ra đường, người ta vứt ra đường rồi. Thì ở bên Nhật nó có một cái bên gọi là chuyên thu mua rác, thu gom rác thải bên Nhật đấy, người ta thu về đống xong là nó đóng công tàu biển rồi nó sang Campuchia, rồi từ Campuchia nó vòng vào Việt Nam, chủ yếu qua đường Hồ Chí Minh rồi là vòng về miền Bắc. Đấy, thì những cái thằng Nhật bãi này thì thường là những cái xe là khá là cũ, đời cũ, đời sâu, tầm khoảng sản xuất tầm 10 hơn trên dưới 15 trước. Đấy. Thì đây đây là một cái dòng như thế, thì cấu hình chủ yếu của thường thường của nó là sẽ là khoảng phanh V.
suốt ngày là phanh V, liên tục là phanh V, chỉ có bánh 700 và phanh V thôi. Vậy tại sao như vậy? Thì những cái model này thì nó sản xuất nó lâu lắm rồi, mười mấy năm rồi, trên dưới 15 rồi. Đây như các bác có thể nhìn thấy cái đề này, đề Antut, cái đề em nếu không không nhầm, à đây là đề Tua Lây, đây là đề Tua Lây, nhưng mà cái chữ Tua Lây nó cũng quá lâu rồi nên người ta xịt sơn đen này nó không còn. À, đùi là đùi Shimano, đùi Shimano hay là đùi gì ấy, không có chữ Shimano em cũng chưa hình dung được cái đùi này. Nói chung là sơn con này thì là càng là khá là đẹp. Đấy, tem Nhật này, đời 2015 này các bác này. Đúng nhỉ? Và đời 2015. Đời 2015. Cấu hình thì là 3 đĩa 8 níp, không có thương hiệu. Với giá là bán là 4 triệu rưỡi. À, giá bán 4 triệu rưỡi thì theo em thấy thì đánh giá là cái tầm cái thằng xe Nhật, cái thằng xe Nhật bãi mà nó không có thương hiệu mà cấu hình phanh V như thế này ấy thì mua được, nói chung là cũng không đắt không rẻ. Nếu con này mà tầm khoảng rẻ rẻ tí nữa là tầm khoảng rẻ đi vài trăm nữa thì hợp lý. Đấy. Không vì nó không có thương hiệu xe bãi Nhật nhưng mà cấu hình thì cũng bình thường thôi. Đó. Cấu hình là 3 đĩa 8 níp đúng không? Đó. Tay thì tay bấm xạ. Các bác lưu ý là một số cái xe Nhật bãi này là cái tay bấm xạ này này, cái tay chuyển số ở đây này. Rất là hay bị thay cái đồ gọi là bị hỏng ấy, xong là thay cái đồ mới vào nhá. Cho nên là các bác phải có cái phân biệt được cái đồ fake với lại đồ 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 tay bấm fake với lại đồ tay bấm chính hãng. Cái quan trọng nhất là cái tay mà chính hãng là hợp lý. Nói chung là xe này mà rẻ đi vài trăm, nếu có thể deal xuống vài trăm nữa là hợp lý mua được. Tiếp theo là đến ngẫu nhiên thôi nhá bác nhá, chiếc xe thứ hai, chiếc xe thứ ba này, bãi Nhật cuộc size 43, giá bán 6 triệu rưỡi, khung nhôm càng thép, tai lắc Shimano 2 đĩa 8 níp, niềng 2 nhôm 2 lớp, bánh 700C. Ok. Con này là con cuộc của Momentum. Momentum là một thương hiệu của Gian, chuyên cho dòng đi phố. Con này có tay phanh phụ, tay phanh phụ này thì cũng có thể lắp thêm rất là dễ dàng, nó tầm khoảng hơn 100.000 một đôi cho đến tầm hơn hơn 100.000 một đôi. Đó, tiếp tục đi theo ảnh thôi. Con này là con cuộc Momentum màu xanh. Đấy. Con này là dòng mà đi trong phố đây. Cấu hình thì cũng bình thường. Nhật bãi thì đúng rồi, Nhật bãi là đã qua sử dụng rất là lâu đời và được thải ra bãi ở Nhật. À mà một số dòng Nhật bãi mới bây giờ như ở các cái trang web mà em order bên dùng cũ bên Nhật là không có tem Nhật đâu các bác nhá. Em sẽ làm một cái video clip sau. À, chỉ có dòng Nhật Nhật mà người ta vứt ra đường ấy thì có tem, còn những cái dòng mà ở những cái trang web mà người dùng cũ mua bán tại tại Nhật với nhau ấy thì cái dòng đời mới là không có tem. Cái này em sẽ làm clip sau. Và sơn sơn con này thì còn khá đẹp. Phanh 700C. Ui, đề. Đề con này là Shimano 2300 nha các bác nhá. Các bác có thể lên Google gõ này. Shimano 2300. Đấy. Thì nó sẽ ra ngay đây. Shimano 2300. Đấy, con đề này là đề chính hãng rồi. Đề chính hãng nhưng hơi cũ tí nhỉ, hơi xước tí. Líp thì líp 8 đúng rồi. Sơn đẹp, nói chung là sơn với không một con xe Nhật bãi như này là sơn này là khá đẹp. Cấu hình thì bình thường. Con này là bán là 6 triệu rưỡi. 6 triệu rưỡi thì nếu mà giảm giá này thì cũng hợp lý. Nếu như mà chủ yếu là có bao ship không này, có bảo hành không, rồi nếu mà giảm được đi vài trăm thì đẹp. Đấy. Nhưng mà tầm này cũng hợp lý rồi các bác. Ok. Tiếp theo là một con xe đạp gấp này. Cái gì đây? Ancoha. Con này là giá bán là có 1 triệu 6 thôi thì chắc cũng không bàn về chất lượng đâu. Con này thì khung sắt toàn bộ. Tại sao em biết khung sắt? Vì nhìn nó mỏng, những cái mối hàn này nó nhỏ này. Nó nhỏ xíu này là nhìn là biết khung sắt luôn. Phân biệt khung sắt khung nhôm thì cũng có cái video rồi, khung sắt này. Đó. Tay vặn, nói chung là cấu hình cùi bắp cái này cho trẻ con đi thôi, 1,6 triệu mua được, tầm 1 triệu tự 1,2 triệu 6 là mua được.
Xe đạp thể thao Ancos. Ancos là một cái dòng người ta đặt OEM ở Trung Quốc. Đấy. Cấu hình thì nó cũng có nhiều xe chung chung, cấu hình một số là xe cấu hình thấp nhưng mà chủ yếu là phục vụ cho học sinh. Nói chung là đi được, nói chung là hỏng đâu thay đấy. Với cái tầm giá đấy thì cũng không có một cái hãng xe nào mà đáp ứng được cái tầm giá này đâu. 2 triệu 890 nghìn là mua được cho học sinh đi. Thế còn bảo là bây giờ mà một con xe bãi Nhật bây giờ, tại vì nó không phải nó đắt mà nó tốt, bởi vì là nó qua quá nhiều cầu đường ấy, nó qua quá nhiều cái cầu của người mua người bán lãi ấy, cho nên là nó rất là đắt. Đắt không phải là chất lượng tốt mà là đắt bởi vì do quá nhiều cầu. Cái này em cũng có clip nói rồi. À đây đây có con BNC 3 triệu rưỡi này, bán ở Hồ Chí Minh đấy. BNC không xài cần bán xe đạp thể thao giá 3 triệu rưỡi, xem nào, 3 triệu rưỡi. Nhưng mà con này xấu, con này giảm sóc xước hết rồi. Thường thì những cái dòng xe Nhật bãi nha các bác nhá, thường mà những cái dòng xe Nhật bãi mà có tem ấy là cái dòng mà người ta thải ra 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 rồi mà ra bãi rác rồi mới đưa về đóng công mà chuyển sang cái nước nghèo, các cái nước đang phát triển như Campuchia ấy, rồi từ Campuchia mới luồn về Việt Nam ấy, thì là những cái dòng mà có giảm sóc này thường thì chết hết. Em bán xe đạp 6 năm nay thì em biết rồi. Những cái dòng mà có giảm sóc này là thường là cái sóc nó đơ, nó cứng, nó nhũn, nó cứng ngắc rồi, nó chả còn nhún gì hoặc nó xì dầu, nói chung là nó đi hết rồi. Cái hai là nhìn cái xác xe mà nó xước tùm lum như này thì con này lát lắm rồi. Nói chung là bà cũng tiền nào của đấy thôi. Nếu như con này đẹp thì nó cũng phải tầm 7 8 triệu. Con như này mà xấu như này người ta bán 3 triệu rưỡi là đúng rồi. Đây, giảm sóc này là xác định các bác về là không dùng được đâu nhé. Có sơn lại hay gì phục hồi không không ăn thua, nói chung chết hết rồi. Vì một cái giảm sóc mới bây giờ, một cái giảm sóc như này nhún êm ái nó chỉ tầm khoảng trên dưới 400 nghìn thôi, 400-500 nghìn thôi là nhún êm ái rồi, 700 c không không tội gì mình phải đi dùng cái giảm sóc này cả. Xấu, nói chung con này giá giá rẻ nhưng xấu. À, BNC thì đúng rồi, chính hãng rồi nhưng mà mùi sơn xấu lắm, xước hết rồi, 3 triệu rưỡi. Mọi người dùng bán này chắc ông này đi. Nói chung là không không phải người ta không giữ xe mà nói chung ở bãi thì người ta nó xe nó chồng lên nhau thì không không thể tránh khỏi. Để Anivio chính hãng đây nhưng mà cũ quá, tay tay cũ quá, nhôm xước từ lứa. Nói chung là xe đạp bây giờ thì cái thời buổi bây giờ thì không phải người ta, các bác là anh em chỉ có học sinh thì người không không quan trọng là hình thức, đôi khi học sinh nó cũng quan trọng hình thức. Còn các bác mà đi xe thì cũng không phải là thời buổi thiếu xe, cho nên chúng ta cần thường tìm một cái xe mà chất lượng lại tốt, chính hãng rồi mà nó là hình thức nó phải được được tí đúng không? Đấy, nói chung là sơn xước lắm rồi. Con này thì ba về là phải làm lại sơn, mà làm lại sơn thì nó cũng không không còn giá trị xe lắm. Nói chung là 3 triệu rưỡi con này thì cũng không phải rẻ đâu, không phải rẻ. Đấy, nói chung là tầm khoảng mua con này nếu mà các bác mà có thể mua mà ở Hồ Chí Minh thì mua tầm hơn 2 triệu hợp lý về dọn xong. Ok, còn rất nhiều xe các bạn. Em sẽ làm các video clip sau nhé. Ngày nào em cũng làm nhé. Cảm ơn các bác đã xem video. Và các bác nhớ ấn đăng ký kênh để theo dõi rất nhiều các cái series đánh giá video. Video đánh giá về xe có nên mua hay không, đắt hay rẻ, xe này Trung Quốc xịn hay Trung Quốc đèo, hay là Nhật bãi này là loại gì. Tóm lại là cập nhật kiến thức chơi xe cho các bác chưa chơi xe. Đấy. Và xe những cái xe này là em không bán, bởi vì tại sao không bán, vì giá trị nó sử dụng nó không còn được cao và nhà em nó không có chỗ để nhiều xe, cho nên là em cũng trước là những em bán một số cái dòng Nhật bãi thì em bán nhiều lắm, nhưng mà đợt thời gian gần đây thì em không bán nữa. Vâng, và các bác ấn đăng ký kênh để cập nhật những cái video mà dành cho các bác mới tập chơi xe nhé. Cảm ơn các bác đã xem video, hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.